Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đại Bất Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Red Alert phần 3 tiếp. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ ở đảo Anh, nó tên là No Place to Hide, tức là không có nơi để mà lẫn trốn. Thì chúng ta sẽ đấu với phe đồng minh, nói chung là một cái trận đấu mà nó tương đối dễ, nhưng mà địa hình thì nó hơi xấu. Nói chung là nếu mà chúng ta dùng quân Liên Xô, chúng ta phải điều xe tăng ra đi một cái dòng gì khá bất lợi. Mặc dù là bữa giờ mình chơi chiến thuật của Nhật nhiều rồi, nhưng mà bữa nay mình nghĩ là với màn này thì chắc là phải dùng chiến thuật này thôi, chứ cũng không dùng chiến thuật khác được các bạn. Rồi, ok, không sao cả. Màn này thì chúng ta phải chịu khó đi. Nó cho mình lính thì chắc phải có lý do gì đó các bạn. Không tự nhiên nó cho đâu. Rồi, ok. Ủa nhưng mà Nhật lấy cái gì để mà phát hiện mục tiêu ta? Tại Nhật nó không có gấu, nó cũng không có chó như đồng minh. Rốt cuộc nó xài cái gì vậy? Rồi, ok. Tại vì lô cốt của nó thì không tự nhận diện được. Vậy là nó dùng cái gì ta? Rồi khoan, dùng cái này đi các bạn. Mình không dùng cái này, mình về cơ bản thì mình không có ý định dùng hải quân, nhưng mà có một điều là hay là nó dùng con chuột chuồn này trời. Cũng không đúng, nó đâu có xài cái con này đâu. Bây giờ làm sao mình chống điệp viên được nhỉ? Đang thắc mắc luôn á. Ồ, của Nhật là 2.500 à, hơi mắc ấy. Rồi, ok. Mà này chắc chủ yếu là mình chống điệp viên của nó mò qua thôi. Nhưng mà chống bằng cái gì thì game nó không chỉ các bạn. Lẽ là đi xây tường à? Chắc vậy. Thử xây tường bao quanh cái này coi không cho nó vô coi được không ta. Có giới hạn à? Có giới hạn. À, chỗ này là cái chỗ ra xe nữa, nó không chịu nè. Rồi, ok. Kế hoạch lại có vấn đề nữa rồi. Khoan, xây về trước đi rồi tính. Cái gì đây? À. Ủa. Thôi, coi như không biết xây thành đi. Không thấy đường. Rồi, ok. Nó chơi pha này đau đấy chứ không phải không đâu. Mà chấp nhận. Rồi đây. Vô này là mình thiếu năng lượng, mình sẽ sản xuất chậm. Rồi nhanh lên nào. Ta chơi Nhật thì chúng ta được cái là chúng ta phát triển cái này nó nhanh. Để coi. Rồi giờ chúng ta dùng cung thủ đi. Vấn đề là cung thủ thì nó nhìn được không ta? Không có đứa nào nhìn được hết, cái này nó là dở lắm luôn á nha. Khoan khoan, mua xong đó. Rồi ok, chúng ta có một cái nguồn tiền nó tương đối rồi đấy. Rồi quay lại nào. Rồi, còn ba đứa nữa. Rồi ok. Cái gì đây?
nó chung vô nó chờ nó trộm tiền của mình hay sao ấy. À, lại chơi cái trò bắt lính này nữa nè. Chết nha. Không biết bằng cách nào để mà bắt được nó luôn á, hơi buồn ấy. Nó lại chung vô nó chôm tiền của mình nữa. Vậy tính ra Nhật nó cũng có cái dở của nó là nó không có cái phản gián các bạn. Con chuồng hay là hoa mua thử một con chuồng chuồng coi nó làm sao. Rồi đây. Phản gián là con nào ta? Phải có phản gián gì vậy? Không kiểu này là tiền nào chịu cho thấu. Chuồng chuồng con chuồng chuồng nó sẽ làm lộ diện, nó chỉ không tấn công được thôi các bạn. Rồi ok, đây là vậy tốt, ít nhất phải có cái gì đó để mình phản gián chứ. À quên, mua cái này trước. Đây. Rồi đây. Nói chung là phải có cái gì đó mới phản gián được chứ không sao phản gián. Rồi ok tuyệt vời, mấy con chuồng chuồng máy này được việc đấy. Rồi mỗi đứa được tiêu chuẩn một cái lô cốt canh. Đây một cái lô cốt nữa nha. Rồi xong. Đây. Đây chúng ta lại cần một con chuồng nữa. Bắn nó. À, ngon. Rồi. Ok, ba anh đây. Thế là xong. Striker standing by. Construction complete. VX. All systems green. Call for backup. Không kịp trở tay với nó luôn á, điệp viên màn này nó chơi cái chiến thuật tình báo nó phá mình kinh thiệt. Rồi đây, có rồi. Thiệt. Buông lỏng chỗ này là hở chỗ kia liền. Nó chơi chứ nó phá mình khá là đau đấy. Này thì ăn đạn. VX, all systems green. Construction complete. Rồi đây thêm một cái nữa đi. Chắc ăn, giờ tiền mình nhiều rồi, thoải mái. Mà này mình nghĩ là nó không có, nó lo nó xài điệp viên không, nó sẽ không xài những cái khác các bạn. Thành ra là tha hồ. Rồi ok, chúng ta mua quân nhanh ra, chúng ta chơi nó. Rồi điệp viên nó tiếp cận là bị liền. Rồi bây giờ xác định là con chuồng chuồng là nó là cái con mà đi xác định. Nó chỉ khác con chó với con gấu của đồng minh với lại của Liên Xô là nó không có khả năng tấn công. Rồi thôi, con này nó chỉ bám vô máy móc rồi được để nó kích nổ các bạn. Hoặc là nó bám vô thì nó sẽ làm chậm. Rồi ok, xác định được đối tượng rồi. Rồi đây. Cái top đầu tiên, giờ top đầu tiên đi ra. Rồi tập hợp lại sau. Cái này giống giống chung con gà luôn nè, đâu phải khủng long đâu. Rồi ok. Nói chung là nó không tấn công mạnh thì mình cũng chả việc gì mà phải dùng cái lực lượng mạnh để phòng thủ cả.
Màn này đánh thường thôi được rồi, có điều là màn này kêu chơi 4 phút thì mình cũng biết 4 phút hoàn thành như thế nào luôn. Rồi ok, xe này giờ cho nó qua đây đi. Ấy trời đất ơi. Tính thử để xây cái nhà thôi được rồi, ông không thích ở đó thì thôi cho ông quay lại nè. Con này chạy qua đây. Con này quay lại đây. Gớm khổ. Muốn thử xây cái tường ở đó như thế nào, tại lâu rồi không xây tường, không nhớ cách xây. Như là kéo thôi chứ không vấn đề gì, nhưng mà này thì rồi nó chiếm thì lát nữa mình bắn luôn. Lát nữa mình dùng không quân mình đánh dồn dập rồi nó chỉ có chịu chết thôi. Rồi cho nó chiếm cái này đi, mình bắn luôn. Vô gần là ăn đạn liền. Rồi ok, mua sẵn lực lượng dự bị ở nhà các bạn. Ok anh em nghe lệnh, bay lên xử nó. Rồi mấy đứa con kia ở nhà đi, kích cái này luôn cho có gì cho nó tự bắn các bạn. Nó không có kia nó chỉ là nó bị bắn, nó chỉ tự vệ thôi. Con này nó bắn nhà là khỏi chê. Rồi đây bay thẳng vào nhà nó, tại mình biết căn cứ nó để ở đâu rồi. Căn cứ nó nằm ở đâu mình biết tổng thì dễ rồi. Mà này mà dùng xe tăng là dễ, vì nó mua chuột lắm, nó chơi hàng điệp viên nó có khả năng mua chuột á. Tất nhiên là cái tiềm lực kinh tế nó phải mạnh. Nhưng mà về cơ bản thì cái tiềm lực kinh tế thì chưa bao giờ đó là cái khó với y cả. Đây, giúp nó. Rồi đây, ôi trời, nó chuẩn bị lực lượng phòng không cũng nhiều đấy. Rồi ok, chuẩn bị phòng không nhiều vậy là tốt. Đây là Trung Quốc banh nhà chính chú đã, tính gì tính. Đây. Rồi chơi nó không cho nó mua lên đến mua được viên gì nữa. Nhanh. Hút thẳng vô đây. Cho nó tắt nắng nó luôn. Này vừa bỏ lính vô nhà hả? Còn cái bài mà bản nó có sinh này nó chỉnh lại cho nó lùi xa quá các bạn. Không tông mà không lũng các bạn. Nhưng là không phá được hoàn toàn, phá được tạm thôi. Rồi cái lô cốt mình tiêu rồi. Rồi ok. Nó nhìn nó kéo máu và thấy phê luôn các bạn. Mình không thiệt hại nặng lắm. Rồi nhào vô nào. Rồi xong, xác định là xong các bạn. Nó có chiếm được những cái khác thì cũng coi như là thất bại rồi. Và những cái nhà mà không phải là nhà chính, mà nhà mà mình dạy cho kỹ sư vô lấy á, là mình nhà chính mấy cái nhà kia mà mất hết là nó cũng coi như tự nổ luôn. Kích hoạt chính năng, tính năng tự hủy các bạn. Rồi ok, mất 12 phút 57 giây, trong khi thời gian đã chơi có 4 phút. Rồi thôi, tốc độ với mình không quan trọng. Rồi ok, một nhiệm vụ nữa được hoàn thành. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở đảo Anh rồi các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ coi. À nó không có mở nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này không mở nhiệm vụ mới các bạn. Tại nhiệm vụ này có quy mô nó nhỏ quá, nó không tính điểm cho mình. Rồi thôi ok, cũng sao, nghĩa là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Nói chung là màn này chơi mà không khéo là dễ thua lắm đó các bạn. Tại hàng điệp viên này là nó có thể bắt quân của mình. Mình nhớ là mình như thí 1000 đô là để mua chuột lính đối phương trong cái phạm vi ảnh hưởng của hàng điệp viên thì vậy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video theo. Bye bye.